Xin chào tất cả các bạn học sinh thân yêu của Học Văn Trị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789. Ngày hôm nay thì chị Lan Anh cũng đã quay trở lại cùng với chúng mình để cùng chúng ta ôn luyện một số những kiến thức liên quan đến chương trình ngữ văn lớp 8 các em nhé. Rồi, bây giờ thì các bạn ơi hãy nhanh vào đây cùng với chị nào. Đó, những cái giây phút đầu giờ thì các bạn đừng quên hãy làm cho chị một cái thao tác, đó chính là tag bạn bè của mình vào đây này, rồi chia sẻ cái phần phát trực tiếp này của chị để có nhiều bạn biết đến hơn nhá. Rồi, ok, chị đã nhìn thấy An Mai. Hello chị. À, đây là một bạn học sinh khóa VIP của chị đây này. Mấy đứa này dường như là đang bị ảnh hưởng bởi Trung Châu đúng không? Hả? Đúng không? Ơi, chị đây, xin chào. Chị đây rồi. À, như chị đã biết cái tiêu đề đấy thì ngày hôm nay chúng mình sẽ đi nói về nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ. Thế thì không biết là các em ơi, hiện tại thì các em đã thi giữa kỳ chưa? Các em thi giữa kỳ rồi thì có bạn nào vào nhân vật chị Dậu không ạ? Hả? Có bạn nào vào nhân vật chị Dậu không? Bởi vì chị thấy là ngày hôm nay khi mà có một bạn học sinh ở trong khóa VIP của chị đi thi về thì bạn ấy có bảo là em vào đề về nhân vật chị Dậu, đóng vai nhân vật chị Dậu để kể lại đoạn trích. Đó, thì chị nghĩ là những cái tác phẩm, những cái văn bản văn học Việt Nam thì đều được đưa vào cái phần đề thi của chúng ta rất là nhiều. Các bạn phải đóng vai nhân vật đúng không ạ? Đó, nào thì đóng vai nhân vật chú bé Hồng, rồi đóng vai nhân vật chị Dậu, đóng vai nhân vật ai ạ? Lão Hạc, rất là nhiều. Em bị nhiễm bởi bọn con trai lớp em, trời đất ạ. Rồi, làm văn 6 cánh diều đi chị ơi. À rồi, hiện tại thì những cái bài viết liên quan đến chương trình ngữ văn lớp 6 cũng như là lớp 7 thì chị vẫn đang hoàn thiện và đã có những cái bài đã được đăng lên rồi đấy, thì các bạn tham khảo nhá. Còn ở thời điểm hiện tại thì chị đang tập trung cho các bạn học sinh lớp 8 và lớp 9 nhiều hơn. Thế cho nên là các em cũng phải thông cảm. Bắt đầu từ những năm sau thì chị sẽ phát triển hơn đối với các bạn lớp 7, lớp 6 nhá. Đó. Rồi, các bạn ơi, các bạn đâu rồi nhỉ? Đâu hết rồi nào? Nhanh vào đây với chị, rồi sau đó thì chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, đi nói lại một chút xíu về cái nhân vật chị Dậu này để các bạn nắm chắc hơn kiến thức và biết đâu là trong đề thi cuối kỳ của chúng ta lại vào nhân vật chị Dậu thì sao? Đúng không? Nhá, không thể bỏ qua cái văn bản này đâu ạ. Những cái văn bản văn học Việt Nam mà chúng ta được học ở đầu năm học lớp 8 ấy là những cái văn bản rất là quan trọng đấy. Đấy. Một trong những phẩm chất tốt đẹp của Lão Hạc với cả ý nghĩa của tình yêu thương của con người trong cuộc sống. À rồi, một cái đề rất là cơ bản, đúng không? Thanh Mai đã có một cái đề rất là cơ bản, đó chính là nói về những cái phẩm chất tốt đẹp của Lão Hạc. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đâu phải là chúng ta thi chỉ mỗi phần đóng vai nhân vật đâu, mà có rất nhiều trường, có rất là nhiều phòng giáo dục họ ra cái đề đó là đề phân tích và đề cảm nhận. Thế cho nên là không thể nào bỏ qua cái dạng đề này được. Và đây là cái dạng đề căn bản, cái dạng đề căn cốt để sau này các bạn có được những kỹ năng, để các bạn có thể làm được tốt bài thi vào 10. Và xa hơn nữa đó là bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia đấy. Bắt đầu từ năm lớp 9 thì chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ phải làm văn nghị luận, sẽ phải làm dạng văn cảm nhận, sẽ phải làm dạng văn phân tích, và nâng cao hơn là các bạn sẽ đi chứng minh nhận định, các bạn sẽ đi làm những cái dạng đề so sánh văn học. Đó, được chưa? Ok chưa? Nhá, thế thì rồi, chị sẽ cho các bạn kết bài giữa kỳ 1. Chị làm kết bài giữa kỳ 1 các tác phẩm đúng không nào? Rồi, chị sẽ có phần kết bài để gửi đến các bạn nhá. Chị sẽ có phần kết bài để gửi đến tặng cho các bạn. Rồi, chị đã lắng nghe ý kiến của Tống Chi Chi rồi nha. Em thi viết hai đoạn văn nghị luận xã hội với nghị luận văn học, cảm giác nó phê cực chị ạ. Chúng ta phải làm quen cái dạng đề đó. Đấy chính là cái dạng đề để sau này các bạn thi lên lớp 10 đấy. Đấy, cho nên là các thầy cô đã cho các bạn tiếp xúc với những cái dạng đề viết đoạn văn rồi viết bài văn ngay từ bây giờ thì sẽ là một cái lợi thế cho các bạn. Các bạn được rèn luôn cái kỹ năng từ ngay từ năm lớp 8, chứ không phải là lên lớp 9 thì các bạn mới cập rập, các bạn mới bắt đầu là à chị ơi, với cái dạng văn này thì em cần phải triển khai như thế nào, cái phần chuyển từ phần mở bài xuống phần thân bài thì em cần phải có những cái câu gì để có thể viết nó hay hơn, nó mềm mại hơn. Nếu mà các bạn đã được trang bị những kiến thức đó ở trong năm học lớp 8 thì chị nghĩ rằng là lên lớp 9 các bạn chỉ cần tiếp xúc với văn bản văn học thôi là các bạn sẽ biết cách, các bạn sẽ hình dung được cái cách mà chúng ta sẽ phải đi phân tích cái văn bản ấy như thế nào rồi. Kem nhá. Rồi, thế thì bây giờ chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nhân vật chị Dậu.
đúng không ạ? Nói là đi tìm hiểu thì cũng không phải là đúng lắm, bởi vì các bạn đã được học nhân vật này rồi. Và ngày hôm nay thì chị sẽ sử dụng cái bộ sổ tay văn học lớp 8 để cùng các bạn tham khảo một bài viết liên quan đến nhân vật chị Dậu nhá. Rồi, ở trang 53. Đây. Đây chính là cái bộ sổ tay văn học, là một cái bộ sổ tay mà sẽ phục vụ rất là tốt cho các bạn trong cái quá trình các bạn thi giữa kỳ cũng như là thi cuối kỳ. Đó, nếu bạn nào mà muốn sở hữu cái bộ sách này thì các em có thể nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Yên Trung học cơ sở nhá. Rồi, còn bây giờ thì nhiệm vụ của chị em mình sẽ là đi tìm hiểu một bài viết liên quan đến đề là gì ạ? Phân tích vẻ đẹp nhân vật chị Dậu qua đoạn trích tức nước vỡ bờ của nhà văn Ngô Tất Tố. À, thế thì chúng ta thấy rằng là sao? Chúng ta thấy rằng là sao ạ? Ở cái giai đoạn văn học 1930-1945, đây là cái mà chúng ta được học ở trong chương trình ngữ văn lớp 8, đó là truyện ký Việt Nam, đúng không? Thì nổi bật trong đó là tác giả Ngô Tất Tố, Nam Cao, rồi ai nữa ạ, Nguyên Hồng. Thì đây là những cái tác giả thuộc nền văn học hiện thực phê phán. Họ đã để lại rất là nhiều những cái tác phẩm hay và những cái tác phẩm đặc sắc, có cái giá trị rất là lớn cho đến tận bây giờ. Và hình tượng nhân vật chị Dậu dường như đã trở thành một cái điển hình, một cái hình tượng nhân vật điển hình cho hình ảnh của ai ạ? Của người nông dân, của người nông dân, rồi của người phụ nữ Việt Nam trước cách mạng. Họ căng tràn cái gì ạ? Cái sức sống, họ căng tràn cái sức phản kháng mãnh liệt. Và họ hết lòng hy sinh vì chồng, vì con. Đúng không? Cái tấm lòng của họ rất là đẹp. Đó, thế thì chúng ta thấy được là cái đây là một cái đoạn trích, chúng ta được học đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ là một cái đoạn trích ở trong cái tiểu thuyết Tắt Đèn. Và chị sẽ nói qua một chút xíu về cái tiểu thuyết này cho những bạn nào mà chưa rõ lắm. Cho các em chưa rõ lắm nhá. Thì ở cái tiểu thuyết Tắt Đèn này này, nó sẽ kể về cái câu chuyện diễn ra ở làng Đông Xá, diễn ra ở làng Đông Xá và trong một cái vụ thuế. Ở đây thì cổng làng đóng kín, cái bọn hào lý và tay sai nghênh ngang đi lại ngoài đường thét chói những cái người thứ sư. Chúng ta nghe được tiếng trống, tiếng tù và tiếng khóc lóc van xin nổi suốt ngày đêm. Và sau hai cái đám tang của mẹ và cậu em chồng tên là Hợi, thì hai vợ chồng chị Dậu bắt đầu gọi là đầu tắt mặt tối, thuộc diện nhất nhì trong cái hạng cùng đinh, phải chạy vậy để làm gì ạ? Để đóng cái tiền sư, tiền thuế. Chị Dậu chạy ngược chạy xuôi, bán cả con mình, bán cả ổ chó vẫn không đủ tiền nộp sư cho chồng. Anh Dậu thì làm sao? Thì bị cái bọn hào lý bắt phải nộp sư cho cậu em đã chết. Vì gì ạ? Vì chết cũng không trốn được nợ nhà nước. Vừa ốm đói lại bị đánh đập. Thế thì anh Dậu đã ngất đi, rũ rượi như một cái xác chết và được khiêng trả về nhà. Và đây chính là cái lúc mà chúng ta sẽ được học. Đây chính là cái phân cảnh mà chúng ta được học ở trong cái đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ đấy. Thế thì sáng hôm sau khi mà anh Dậu vừa tỉnh lại, bưng cái bát cháo vừa kề đến miệng thì Cai Lệ và người nhà lý trưởng xông vào đòi bắt trói vì thiếu sư. Lúc này thì chị Dậu đã van xin chúng tha cho chồng mình nhưng mà không được. Chị đã đứng lên và chống trả lại chúng. À, và sau khi mà cái đoạn chống trả lại, các em có biết cái điều gì đã xảy ra không ạ? Sau khi mà cái đoạn chúng ta được học là cái đoạn mà chị Dậu đã đánh trả lại cái bọn Cai Lệ và người nhà lý trưởng ấy, thì chị Dậu đã bị bắt phải giải lên huyện. Đây là cái đoạn trích mà chúng ta không được học. Thì sau đó thì chị Dậu đã bị bắt và giải lên huyện. Cái tên tri phủ Tư Ân định giở trò đồi bại với chị. Các bạn hiểu rồi đấy, giở trò đồi bại với chị. Và chị Dậu đã ném cả cái đống tiền vào mặt kẻ dâm ô rồi vùng bỏ chạy. Và vì cái món nợ nhà nước này vẫn còn, cho nên là chị Dậu phải lên tỉnh ở vú cho cụ cố thượng đã ngoài 80 tuổi. Nhưng mà trong đêm tối thì cụ cố đã mò vào buồng của chị Dậu. Và lúc này á, chính là cái phân cảnh mà kết thúc tiểu thuyết Tắt Đèn, đó là chị Dậu chạy ra ngoài giữa lúc trời đen tối, trời tối đen như mực, tối đen như cái tiền đồ của chị vậy. Đúng không? Các bạn vẫn nghe cái câu là à, chị Dậu chạy ra ngoài thì trời tối đen như mực, tối như cái tiền đồ của chị vậy. Đấy chính là cái đoạn phân cảnh, là đoạn cuối cùng kết thúc của cái tiểu thuyết Tắt Đèn, là chúng ta sẽ có cái câu văn như vậy. Được chưa nào? Vậy thì qua cả một cái quá trình chị Dậu vùng lên đấu tranh như vậy thì chị Dậu đã hiện lên với những cái phẩm chất gì, với những cái vẻ đẹp gì, thì các bạn cùng nhìn vào đây với chị để cùng xem là chị đã đi phân tích hình tượng nhân vật chị Dậu này như thế nào. Đây chính là một cái bài văn phân tích được trích ở trong cuốn sổ tay văn học lớp 8 tầm 1 nhá.
Đó, thì các bạn có thể sở hữu cái bộ sổ tay này và nhắn tin về cho fanpage Học Văn Trị Hiên Trung học cơ sở, thì các em sẽ được gửi cho một cái bản đọc thử, cũng như là các chị sẽ hướng dẫn cách để em học cái quyển sổ này cho nó hiệu quả nhất. Được chưa nào? Rồi, ok. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu vẻ đẹp nhân vật chị Dậu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có phần mở bài. Ngô Tất Tố là một nhà văn hàng đầu trong trào lưu hiện thực phê phán ở Việt Nam trước năm 1945. Với sở trường về đề tài sáng tác, đó là nông thôn, tác phẩm của ông đã bóc trần bộ mặt xấu xa, tàn ác của địa chủ cường hào phong kiến, đồng tình vô hạn đối với nông dân nghèo khổ, khai thác và khám phá vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn họ. Tắt Đèn chính là tiểu thuyết giúp cho tên tuổi của ông vụt sáng trên bầu trời văn đàn dân tộc. Đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc về vẻ đẹp của nhân vật chị Dậu, một người phụ nữ yêu chồng, thương con, giàu đức hy sinh và có tinh thần phản kháng mãnh liệt. Thế thì sau khi mà đọc cái mở bài này, các bạn có nhận ra điều gì không ạ? Các bạn phải nhận ra chị một điều này. Khi mà người ta nói với cho các bạn là đi phân tích cái vẻ đẹp nhân vật chị Dậu, thì ở trong cái mở bài chúng ta cũng phải nêu được cái cụm từ này, đó là vẻ đẹp nhân vật chị Dậu. Ở trong cái phần phương pháp để viết văn nghị luận thì chị đều dạy các bạn học sinh rằng là sao ạ? Khi mà chúng ta nhận được một cái đề văn nào đó, cái việc đầu tiên các bạn phải đọc kỹ và các bạn gạch chân cho chị, xác định cho chị vấn đề nghị luận của chúng ta ở trong đấy là gì. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là vấn đề nghị luận của chúng ta ở đây, đây chính là vấn đề nghị luận này, chính là vẻ đẹp nhân vật chị Dậu. Một là xác định cho chị vấn đề nghị luận. Cái thứ hai, các bạn sẽ đi xác định cho chị cái phạm vi phân tích. À, phạm vi phân tích ở đây của chúng ta đó chính là đoạn trích Tức Nước Vỡ Bờ. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái phạm vi phân tích khác nhau, hoặc là chúng ta chỉ phân tích là vẻ đẹp của nhân vật chị Dậu thông qua việc chị Dậu phản kháng lại tên Cai Lệ. Đấy là thay đổi hoàn toàn cái phạm vi phân tích nha, không còn là cả đoạn trích nữa, mà nó chỉ nằm ở trong cái việc là chị Dậu phản kháng lại bọn Cai Lệ như thế nào thôi. Đấy, thì sau khi mà đọc đề xong, các bạn sẽ xác định cho chị hai vấn đề như vậy. Và sau đó, ở trong mở bài các bạn cũng cần phải làm một cái nhiệm vụ, đó chính là nêu lại cho chị cái vấn đề nghị luận và phạm vi phân tích. Thế thì ở trong mở bài này chị đã nêu vấn đề nghị luận đâu ạ? Đây chính là phần chị nêu vấn đề nghị luận này. Và phạm vi phân tích của chị đâu ạ? Phạm vi phân tích của chị đây. Phạm vi phân tích. Các bạn thấy rõ không ạ? Hãy làm cho chị đủ hai cái bước này nhá. Và cái kỹ năng này sẽ là một cái kỹ năng các bạn sẽ phải làm từ năm lớp 8 trở đi cho đến lớp 12 ạ, cho đến hết lớp 12. Các bạn không được bỏ cái kỹ năng đọc đề, phân tích đề và đưa cái phần yêu cầu đề vào phần mở bài đâu ạ. Ngoài ra để rõ hơn cho cái việc là các bạn sẽ đi nói về vẻ đẹp nhân vật chị Dậu, thì chị đã nêu ra vẻ đẹp của nhân vật chị Dậu được thể hiện qua đâu. Một là Quang, đó là một người phụ nữ yêu thương chồng con. Hai là giàu đức hy sinh, đúng không ạ? Và ba là tinh thần phản kháng mãnh liệt. Được chưa nào? Nhớ kỹ cho chị những cái kỹ năng như vậy nhá. Đó, nhớ kỹ cho chị những cái kỹ năng như vậy để sau này các bạn sẽ làm dễ hơn. Đó. À chị ơi, tài liệu của chị đang dùng có bán hay không? Chị có nhá. Nếu mà các bạn đang muốn sở hữu cái cuốn này, đang muốn sở hữu cái cuốn sổ tay này, thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn tin về cho Học Văn Trị Hiên Trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9. Ở đó thì sẽ có các anh chị admin có thể hướng dẫn các bạn cách học này, tư vấn cho các bạn cái lộ trình học, cũng như là đưa cho các bạn một cái bản đọc thử để các em xem qua cái phần trình bày ở trong cái cuốn sổ tay này các em nhá. Đó, các bạn nhanh tay nhắn tin về cho fanpage Học Văn Trị Hiên Trung học cơ sở đi ạ. Rồi, quay trở lại cùng với chị, đấy là phần mở bài, đấy là phần mở bài. Thế thì sau khi cái phần mở bài này kết thúc là các bạn sẽ phải làm được các chị hai nhiệm vụ. Một là nêu được các chị vấn đề nghị luận, và hai đó chính là nêu được các chị phạm vi phân tích. Đó, nhá, đấy là xong, đấy là một mở bài coi như thành công. Nếu mà các bạn không có vấn đề nghị luận, không có phạm vi phân tích, thì coi như mở bài ấy, các bạn không được điểm và các bạn bỏ luôn phần mở bài, mất luôn điểm phần mở bài. Cũng như là giáo viên sẽ đánh giá không cao cái bài viết của các bạn đâu. Đấy, rồi, đến phần thân bài cùng với chị nào. Ở phần thân bài thì chị đã chỉ rõ cho các bạn luận điểm rồi ạ. Chị đã chỉ rõ cho các bạn luận điểm rồi ạ. Những luận điểm là những phần chị in đậm. Chị chỉ sẵn ra cho các bạn luôn để các bạn không bị mất cái thời gian các bạn đi tìm luận điểm, cũng như là trong cái quá trình mà các bạn viết thì các bạn xác định luôn được luận điểm cho mình, chứ không phải là cái đoạn văn này mình không có luận điểm rồi, cô giáo lại gạch đi của mình, đoạn văn không có một cái ý nào cả. Đấy, để tránh cái trường hợp như vậy thì chị đã viết sẵn luận điểm cho các bạn rồi. Nào, đối với luận điểm đầu tiên ạ. Đối với luận điểm đầu tiên, chị Dậu là người phụ nữ hiện
đại diện cho số phận khốn cùng của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Chị Dậu, ở đây chị có một cái lỗi này. Rồi, ok. Đấy, chị Dậu, chồng con chị cũng như hàng triệu người nông dân là nạn nhân của chế độ thực dân nửa phong kiến, sưu cao thuế nặng, ách áp bức của bọn cường hào địa chủ đã tước đoạt quyền sống và quyền làm người của chị. Nhân vật chị Dậu là hiện thân cho bao phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ nông dân đảm đang, đôn hậu, giàu tình thương chồng con, dũng cảm chống lại áp bức. Trong hoàn cảnh ấy thì chị Dậu vẫn sống với những phẩm chất trong sạch và sức sống tiềm tàng. Trước hết, chị Dậu là người vợ rất mực yêu thương chồng con. Mở đầu đoạn trích là cảnh chị Dậu chăm sóc người chồng ốm yếu vừa bị bọn cường hào đánh đập, thừa chết thiếu sống chỉ vì chưa có tiền nộp sưu. Chị Dậu đã cố sức xoay sở để cứu chồng vì bị cùm chói và hành hạ dã man. Chị tất tả chạy ngược chạy xuôi vay được nắm gạo nấu nổi cháo loãng. Cảm động thay là cảnh chị Dậu múc cháo ra mấy cái bát. Ra mấy cái bát cũ kỹ sứt mẻ và quạt lịa cho cháo mau nguội rồi ân cần nâng giấc vỗ về. Thầy em hãy cố ngồi dậy, húp ít cháo cho đỡ xót ruột. Chị bế cái tiểu lo lắng ngồi xuống, chạy ở cạnh chồng, cố ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không. Đó là cách thương yêu của một người phụ nữ luôn biết che chở và tận tụy. Trong cơn quậy bách của mùa sưu thuế, chị Dậu đã trở thành trụ cột của gia đình khốn khổ. Chồng bị bắt, bị gông cùm đánh đập, một tay chị trèo chống chạy vậy, phải bán tất cả những gì có thể bán được, kể cả đứa con gái đầu lòng ngoan ngoãn, hiếu thảo mà chị thương đứt ruột để lấy tiền nộp sưu cứu chồng khỏi vòng tù tội. Chị đã phải đổ bao mồ hôi nước mắt để anh Dậu được trả tự do trong tình trạng tưởng như chỉ còn là một cái xác không hồn. Chính tình yêu thương lo lắng của chồng đã dẫn chị đến hành động chống trả quyết liệt, lũ tay sai khi chúng nhẫn tâm bắt trói anh Dậu một lần nữa. Và đấy chính là xong cái luận điểm đầu tiên của chúng mình, đó là tình yêu thương chồng con. Tiếp đến luận điểm tiếp theo chị triển khai, đó chính là cái sự nhẫn nhục và sự phản kháng mãnh liệt của chị Dậu. Trong cái trích đoạn đó là chị Dậu đã phản kháng lại bọn cai lệ và người nhà Lý Trường nhá. Rồi, thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy này. Chúng ta nhìn thấy này, chị Dậu còn là người phụ nữ biết nhẫn nhục chịu đựng nhưng không yếu đuối mà có sức sống mạnh mẽ, tiềm tàng với một tinh thần phản kháng. Tên cai lệ và người nhà Lý Trưởng sồng sộc xông vào, quát tháo, đòi trói anh Dậu lôi gia đình. Anh Dậu ốm yếu lăn đùng ra đó. Trong tình thế ấy thì chị Dậu chỉ có cách van xin. Chúng là người nhà nước, người đanh thép, người danh phép nước để chỉ những kẻ có tội mà vợ chồng chị Dậu chính. Mà vợ chồng chị Dậu chính là kẻ có tội. Chị Dậu cố thiết tha van xin. Tên cái lệ không nghe, cứ xông đến chỗ anh Dậu. Chị sám mặt lại, nhưng cũng chỉ dám chạy lại đỡ lấy tay hắn, hết sức lễ phép van xin: "Cháu xin ông, cháu van ông." Dường như kinh nghiệm đã thành bản năng của người nông dân bị lép vế, bị áp bức nên chị phải biết nhẫn nhục. Và cũng vì tâm tính ấy, tâm tính mộc mạc, dịu dàng thuộc người phụ nữ nông dân quen thuộc chịu đựng nhường nhịn. Nhưng khi tên cai lệ đáp lại những lời van xin thiết tha của chị bằng cái trợn ngược hai mắt, quát thét bằng quả bịch rất đều và bằng việc cứ chạy đến trói anh Dậu, chỉ đến lúc ấy hình như tức quá không chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại. Thoạt tiên chị cự lại bằng lý: "Chồng tôi đang đau ốm, ông không được phép hành hạ." Kỳ thực chị đâu biết đến luật pháp, chị chỉ nói đến cái lý tự nhiên, cái nguyên tắc đạo lý tối thiểu của con người. Tư thế của chị lúc này không phải là một kẻ bề dưới cúi đầu van xin, mà là tư thế người ngang hàng đanh thép cảnh cáo kẻ ác. Khi tên cai lệ hung dữ như chó săn ấy quay lại tát vào mặt chị rồi cứ nhảy vào cạnh anh Dậu, thì chị bật dậy với sức mạnh ghê gớm. Bất ngờ nỗi căm giận bùng nổ như sấm sét, chị Dậu nghiến hai hàm răng ném ra lời thách thức quyết liệt: "Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem." Cách xưng hô của chị, mày, bà thể hiện sự căm giận, khinh bỉ cao độ. Không còn thái độ cúi đầu van xin, cũng không phải thái độ ngang hàng, mà là thái độ của một kẻ bề trên, đè bẹp hoàn toàn uy thế của mấy tên tay sai. Chị ra tay với sức mạnh dường như vô địch.
chỉ một động tác lại túm lấy cổ tên cai lệ, ấn dúi ra cửa, làm hắn ngã chổng queo. Những từ ngữ miêu tả, giọng văn pha chút hài hước, làm nổi bật sức mạnh ghê gớm của chỉ dậu và hình ảnh bộc lộ tình cảnh thảm hại của tên cai lệ. Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Đến lượt tên người nhà Lý Trường thì chị xông vào giằng co đu đẩy. Rốt cuộc thì tên này cũng bị chị túm tóc lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. Vừa ra tay, chị đã nhanh chóng biến hai tên tay sai hung hãn thành những kẻ bị trừng trị hết sức thảm hại. Lúc xông vào chúng hết sức hùng hổ dữ tợn bao nhiêu thì bây giờ bộ dạng của chúng thật đáng cười bấy nhiêu. Những động từ tính từ lấy nguyên vẹn trong khẩu ngữ bao lâu và giọng văn pha sắc thái hài hước làm cho sự miêu tả thật sống động trong khẩu ngữ bao lâu và giọng văn pha chút sắc đây sống động đằng sau những dòng chữ thấp thoáng, ánh mắt tươi cười của tác giả. Hình ảnh tư thế của chị dậu lúc này thật đẹp, một vẻ đẹp ngang tàn. Trong xã hội mà cái ác hoành hành, hành động của chị thật dũng cảm. Câu nói, tha ngồi tù, để chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được, đã chứa đựng một thái độ, một tư thế làm người không sống quỷ, sống nhục. Tuy vậy, hành động phản kháng của chị dậu hoàn toàn mang tính manh động, tự phát. Đó mới chỉ là cái thế tức nước vỡ bờ của một cá nhân mà chưa phải cái thế của một giai cấp, của một dân tộc vùng lên phá tan xiềng xích bất công áp bức. Có áp bức thì phải có đấu tranh, áp bức càng nhiều thì đấu tranh càng quyết liệt, và hành động của chị dậu đã chứng minh cho chân lý ấy. Sức mạnh của chị dậu là sức mạnh của lòng căm hờn, nhưng gốc rễ lại là tình yêu thương. Chị mộc mạc, hiền dịu, vị tha, biết khiêm nhường, biết nhẫn nhục chịu đựng, nhưng không hoàn toàn yếu đuối, không chỉ biết sợ hãi mà trái lại, vẫn có một sức sống mạnh mẽ, một tinh thần phản kháng tiềm tàng. Qua đó thấy được sự thấu hiểu, cảm thông sâu sắc của tác giả với tình cảnh cơ cực bế tắc của người nông dân. Với ngôn ngữ kể chuyện linh hoạt, bút pháp hiện thực sống động, ngôn ngữ kịch tính, Ngô Tất Tố đã xây dựng thành công nhân vật chị dậu. Chị là hình ảnh tiêu biểu của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Qua đó thể hiện chiều sâu nhân đạo cũng như triết lý, có áp bức thì sẽ có đấu tranh. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu một phần phân tích, đúng không ạ? Một bài văn phân tích mà chị đã viết ra cho các bạn để chứng minh được cái vẻ đẹp, cái phẩm chất của nhân vật chị dậu thông qua cái đoạn trích tức nước vỡ bờ này. Và các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn tham khảo thêm nhiều cái bài viết nữa liên quan đến các văn bản khác thì các bạn hãy tìm đến một cái cuốn sách, đó là cuốn sổ tay văn học lớp 8 này nhá. Đó, đây là một cái cuốn sổ tay mà trình bày cho các bạn kiến thức từ cơ bản cho đến nâng cao. Ngoài ra thì chị còn cung cấp cho các bạn những cái tài liệu nghiên cứu của các nhà phê bình đầu ngành, những nhà nghiên cứu đầu ngành của những phó giáo sư, những tiến sĩ đã đi tìm hiểu, đã đi phân tích, đi nghiên cứu về nhà văn Ngô Tất Tố để có thể đưa vào giúp các bạn có được một cái nhìn tổng quan hơn, có một cái nhìn nó rộng hơn về nhà văn này cũng như là về tác phẩm của ông. Ok không nào? Rồi, có lẽ là cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay của chị thì chị chỉ gặp gỡ các bạn được trong khoảng thời gian nó ngắn một chút xíu như vậy thôi. Và rất là hy vọng thì sẽ có những cái buổi tiếp theo chị cũng sẽ gặp lại các bạn để có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn những cái kiến thức liên quan đến chương trình ngữ văn lớp 8 các em nhé. Rồi, chị nhắc lại một lần nữa, đó là nếu mà bạn nào đang cần những cái cuốn tài liệu để ôn giữa kỳ, ôn cuối kỳ thì các em hãy nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên, trung học cơ sở, để các anh chị có thể gửi cho các bạn những cái cuốn tài liệu, những cái bộ tài liệu để các bạn ôn thi nha. Rồi, rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị. Hy vọng là các em sẽ có những cái câu hỏi gì, thắc mắc gì thì các em hãy nhắn tin về cho fanpage để chị có thể tư vấn và giải đáp cho các em nhé. Bye bye, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi phát trực tiếp lần sau nhé. Bye bye.